Hello, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Trần Toàn Đồ Gốm. Hôm nay em có một vị thần Di Lặc để lên video cùng với tất cả mọi người đây. Đây mọi người, em hôm nay em có một vị thần Di Lặc rất là thần thái. Em quay mặt cho các bác xem này, rất là đẹp luôn. Em này là khá là sâu tuổi rồi mọi người nhé. Nhưng mà em này là nó có bị bạc ở đây này mọi người này. Nó bị cái chỗ này bị bạc này. Chỗ này. Và cái chỗ này nó cũng bị bạc nữa mọi người nhé. Đây nữa. Đấy. Em xin em đo chiều cao của nó. Chiều cao của vị này là bạc cao 36 nha mọi người nhé. Chiều cao 36. Đây em cho các bác xem này. Đấy đây. Chân này. Đấy các bác. Đây những chỗ này là nó bị khi người ta lau chùi ấy thì là nó bị bạc đi thôi mọi người ạ, nhưng mà vẫn còn rất là đẹp, không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của vị thần Hô Tê này nữa. Đấy, mọi người xem mặt này, ok chưa? Đằng sau này, bức này là khá là sâu tuổi rồi mọi người nhé, bức này rất là sâu tuổi đây, cho các bác xem chuyện này, chuyện ngày xưa này, đấy, ngày cái cốt nó xuống như này rồi mà mọi người, đấy mọi người thấy chưa? Rất là tuyệt vời luôn. Này còn tương đối là đẹp đấy mọi người ạ. À đây cho mọi người xem này. Ở vị này. Đây là chỗ này là không không phải nứt đâu mọi người nhá. Không có gì à? Không tình trạng lành tít é, có cái chỗ này nó lồi ra chả biết tại sao nó lồi ra các bác. Ở bên kia ông này lại lấy tay che mọi người, nhìn này cũng nhìn đấy, che ngựa. Sợ gáy ngượng luôn. Đây, em quay lại cho các bác xem, nếu mà có bác nào ưng ý thì cứ liên hệ với em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Em Toàn sẽ ship về mọi người. Chiều cao của bức này là cao 38 mọi người nhé. À 36 nha mọi người nhé. Em nhầm đấy. Cao 36, chiều ngang của nó 20 mọi người. Chiều ngang 20. Rồi, em Toàn xin phép kết thúc video đây đây mọi người. Mọi người xem ai mà ưng thì cứ liên hệ em Toàn qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Rồi, em Toàn xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Em cảm ơn tất cả mọi người đang xem video của em.